Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận và huyện đảo Hoàng Sa. Ngay sau đó, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận đồng loạt ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch các phường thuộc quyền quản lý của mình. Bộ máy chính quyền thành phố chính thức được vận hành theo tinh thần nghị quyết 119 của Quốc hội và nghị định 34 của Chính phủ về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Chính quyền đô thị, một cụm từ khá mới mẻ nhưng về nội hàm thì không xa lạ với người dân Đà Nẵng. Bởi thành phố đã có gần 10 năm thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận và phường. Quận cũng đã rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các cán bộ chuyên trách của hội đồng nhân dân như là trưởng các ban, phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận, rồi các cán bộ chuyên trách là phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận. Quận cũng đã công bố quyết định và giao nhiệm vụ cho các đơn vị để triển khai thực hiện. Việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị nhằm hướng đến các mục tiêu hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền và chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ công trên địa bàn, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị, huy động cao nhất mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững, thúc đẩy việc hình thành đô thị văn minh hiện đại. Đối với Ủy ban Nhân dân thì cái việc hoạt động theo cái chế độ trưởng thì chắc chắn nó sẽ có cái linh hoạt hơn, chủ động hơn trong việc giải quyết những cái vấn đề, những cái thủ tục hành chính liên quan tới người dân. Đồng thời với cái chế độ thủ trưởng này cũng sẽ chịu trách nhiệm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cơ quan hành chính cấp trên tại Ủy ban Nhân dân quận. Theo nhận định của các phường, mặc dù chỉ mới hoạt động hơn một tháng, thời gian chưa nhiều để đánh giá về tính hiệu quả của mô hình chính quyền đô thị, song nhìn chung đã tăng được tính chủ động cho các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của chính quyền cấp cơ sở. Phân cấp phân quyền của quận về cho phường thì chúng tôi cũng thấy cũng có nhiều cái thủ tục là chúng tôi cũng tự chủ động hơn trong cái việc mà thực hiện cái nhiệm vụ được giao. Có một số chúng tôi cũng đề nghị tiếp tục ở trên nghiên cứu và tiếp tục phân cấp mạnh mẽ hơn nữa thẩm quyền cho địa phương để xử lý tất cả các công việc trên địa bàn của mỗi phường. Dự kiến trong năm 2021, ít nhất có 46 nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố được ủy quyền, 23 nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ủy quyền cho sở ngành, quận huyện. Đà Nẵng sẽ rà soát, điều chỉnh các quy định để giảm 25 đầu việc tại Ủy ban Nhân dân thành phố, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, đô thị, đầu tư.